1. Hai loại tà kiến vô nhân. A Nan nên biết, các thiện nam tử ấy đã được sự nhận biết chân chính trong khi tu Samatha, chánh tâm ngưng lặng, sáng suốt, không bị quấy phá bởi 10 loại thiên ma. Trong lúc nghiên cứu tinh vi cùng tột gốc của các loài chúng sanh, khi thấy manh mối sinh diệt của các loài hiện ra, quán xét cội gốc thường chuyển động lăng xăng cùng khắp u ẩn kia, trong đó lại khởi tâm so đo, chấp là tính duyên nguyên, thì liền rơi vào hai thứ luận vô nhân. Giảng: A Nan nên biết, các thiện nam tử ấy đã được sự nhận biết chân chính trong khi tu Samatha, còn gọi là tịch tỉnh, chánh tâm ngưng lặng sáng suốt, không bị quấy phá bởi 10 loại thiên ma. Tâm đã được điều phục ngưng lặng sáng suốt. Trong định, tâm hành giả trở nên sáng suốt ngưng lặng, không bị quấy phá bởi 10 loại thiên ma. Thiên ma không có cơ hội để quấy phá hành giả. Trong lúc nghiên cứu tinh vi cùng tột gốc của các loài chúng sanh, bây giờ hành giả có thể có được cơ hội nghiên cứu tinh vi cùng tột cội gốc sinh diệt của 12 loài chúng sanh. Khi thấy manh mối sinh diệt của các loài hiện ra, khi hành giả vạch ra được manh mối sinh diệt của mỗi loài chúng sanh, hành giả có thể quán sát cội gốc thường chuyển động lăng xăng trùm khắp quẩn kia. Hành giả quán sát trạng thái lăng xăng mờ mịt rất khó nhận ra ấy. Trạng thái bập bềnh tỏa khắp này là một sự dao động rất vi tế thuộc phạm vi thức thứ bảy. Trong đó lại khởi tâm so đo chấp là tính duyên nguyên, thì liền rơi vào hai thứ luận vô nhân. Nhưng nếu hành giả đột nhiên bắt đầu có một sự thay đổi và bắt đầu khởi tâm so đo chấp trước vào cội nguồn trùm khắp ấy là tự tánh xưa nay vốn tròn đầy, thì liền rơi vào hai thứ luận vô nhân. Một là người ấy thấy cái gốc không có nhân. Vì sao? Vì người ấy đã hoàn toàn chuyển hóa cơ thể của sự sinh ra, nhờ 800 công đức của nhãn căn, thấy được toàn bộ chúng sanh theo dòng nghiệp báo mà xoay dần trong 8 vạn kiếp, chết nơi này sinh nơi kia, thấy chúng sanh luân hồi trong đó, nhưng ngoài 80.000 kiếp thì không biết được gì. Giảng: Luận điểm trước tiên của thuyết vô nhân là hành giả thấy được nguồn gốc của sự sống vốn không có nhân. Một, người ấy thấy cái gốc không có nhân. Hành giả thấy rằng nơi nguồn gốc của toàn thể vạn vật chẳng có một nguyên nhân nào khiến một người thành người. Vì sao? Vì người ấy đã hoàn toàn chuyển hóa cơ thể của sự sinh ra. Nghĩa là anh ta đã cắt đứt được tưởng ấm, còn hành ấm thì như sóng gần lan tăng trên mặt nước. Sau khi hành giả tiêu dung được tưởng ấm rồi, là đã chuyển hóa được toàn bộ cơ chế của sinh diệt. Có nghĩa là cơ chế sinh khởi vọng tưởng đã được chuyển hóa, và hành giả không còn vọng tưởng nữa. Trong đoạn kinh văn trước đã nhắc đến, người sẽ không còn mộng nữa khi tiêu dung được tưởng ấm, vì đã chuyển hóa được cơ chế sinh khởi vọng tưởng. Nhờ 800 công đức của nhãn căn, thấy được toàn bộ chúng sanh theo dòng nghiệp báo mà xoay dần trong 8 vạn kiếp, chết nơi này sinh nơi kia. Mặc dù mỗi căn có khả năng 1.200 công đức, riêng cái dụng của nhãn căn không có năng lực toàn diện nên chỉ có 800 công đức. Một khi hành giả vượt qua được tưởng ấm, anh ta có thể nhìn thấy những sự kiện xảy ra trong phạm vi 8 vạn kiếp. Anh ta có thể thấy chúng sinh chết nơi này sinh nơi kia, thấy chúng sanh luân hồi trong đó. Dòng nghiệp tạo nên bởi chúng sanh trong thế gian này có thể ví như dòng nước hoặc như mặt biển. Anh ta có thể thấy được toàn bộ chúng sinh xoay dần trong vùng chảy đó trong thời gian 8 vạn đại kiếp, chết nơi này sinh nơi kia, đời này kế tiếp đời sau. Thấy chúng sanh luân hồi trong đó, nhưng ngoài 80.000 kiếp thì không biết gì. Nhưng ngoài 8 vạn kiếp, những biến cố sự kiện xảy ra trong khoảng ấy thì không biết được gì. Do vậy, hành giả có kiến giải rằng, những loại chúng sanh trong 10 phương thế giới này từ 8 vạn kiếp trở lại hiện hữu mà không có nguyên nhân. Giảng: Do vậy, vì hành giả không nhìn thấy được những sự kiện xảy ra trong hơn 8 vạn đại kiếp trở lại, nên có kiến giải những loại chúng sanh trong 10 phương thế giới này từ 8 vạn kiếp trở lại thành chúng sanh mà không có nguyên nhân. Tự nó làm chúng sanh không có nguyên nhân nào cả, tất cả đều tình cờ ngẫu nhiên mà sanh ra. Do sự suy đoán này nên mất chánh biến tri,
bị lạc vào ngoại đạo, trở nên mê lầm tánh Bồ Đề. Giảng: do sự suy đoán này, sự phỏng đoán ấy đã lạc đường, là hướng ra bên ngoài mà suy lược. Nên hành giả đánh mất chánh biến tri, lạc vào hàng ngoại đạo, theo hàng ngoại đạo tà giáo, trở nên mê lầm tánh Bồ Đề, là tánh giác ngộ sáng suốt từ bản tâm. Thứ hai là người ấy thấy cái ngọn là không có nguyên nhân. Tại sao? Vì đã nhận ra cội gốc sinh diệt, biết loài người luôn luôn sinh ra người, chim luôn luôn sinh ra chim, quả vốn xưa nay là đen, chim học vốn xưa nay là trắng, loài người, loài trời luôn luôn đứng thẳng, loài vật luôn luôn có thân nằm ngang. Sắc trắng không do rửa mà thành, màu đen không do nhuộm mà có. Suốt tám vạn kiếp, việc ấy không hề thay đổi. Giảng: thứ hai là người ấy thấy cái ngọn là không có nguyên nhân. Luận điểm thứ hai là gì? Hành giả thấy chỗ tận cùng của sự sống là không có nguyên nhân. Luận điểm thứ nhất là thấy sự sinh khởi không có nguyên nhân. Bây giờ là quan niệm về sự biến diệt, sự chấm dứt cuộc sống không có nguyên nhân. Vì sao? Vì hành giả đã nhận ra được cội nguồn của sự sinh diệt là sự khởi thủy của toàn bộ chúng sanh. Biết người luôn luôn sinh ra người, chim luôn luôn sinh ra chim. Hành giả nhận thấy rằng mình đã giác ngộ, đạt được trí huệ vĩ đại. Anh ta nghĩ rằng mình biết được mọi điều. Anh ta cho rằng mình biết được điều gì? Anh ta nói: người rốt cuộc lại sinh ra người, chim rồi lại sinh làm chim. Chim quạ vốn xưa nay là màu đen, quạ có màu đen từ khởi thủy, nó chẳng phải do nhuộm mà có màu đen. Và chim học ngỗng trời vốn xưa nay là màu trắng, nó mang màu trắng từ khi mới sinh ra. Loài người, loài trời luôn luôn đứng thẳng. Loài người và chư thiên thì đi thẳng, đi bằng hai chân. Loài vật luôn có thân nằm ngang. Súc sinh đi ngang bằng bốn chân trên mặt đất. Điều này là chính xác từ xưa nay rồi. Sắc trắng không phải do rửa mà thành, màu đen không phải do nhuộm mà có. Chẳng hạn như quả có màu đen, nhưng chẳng do nhuộm mà thành đen. Cũng thế, ngỗng trời có màu trắng, chẳng phải do tẩy rửa mà thành trắng. Suốt trong tám vạn kiếp, việc ấy không hề thay đổi. Cho đến hết đời này cũng như vậy. Mà ta từ xưa nay chưa từng thấy có gì là Bồ Đề, thì làm sao có chuyện thành tựu Bồ Đề? Các ông ngày nay nên biết, các vật tượng hiện hữu đều không có nguyên nhân. Giảng: cho đến hết đời này cũng như vậy. Người ấy có thể thấy được những hiện tượng xảy ra trong phạm vi tám vạn đại kiếp, nên nói: nay tôi xem xét đến cùng tận cõi đời này, là cuộc sống của thân vật chất cũng thấy như vậy, và cũng như mọi loài chúng sanh mà nó thấy được trong tám vạn đại kiếp ấy. Mà ta từ xưa nay chưa từng thấy có gì là Bồ Đề, thì làm sao có chuyện thành tựu Bồ Đề? Thân nó cũng không có nguồn gốc sanh khởi. Nó nói: thật vậy, từ xưa đến nay ta chưa từng thấy có gì là Bồ Đề. Ta chưa từng thấy Bồ Đề như thế nào, làm sao lại có việc thành đạo Bồ Đề? Ta đã nhìn qua tám vạn đại kiếp, chưa từng thấy được Bồ Đề. Thế nên làm sao ta có thể tin là có người chứng được đạo Bồ Đề? Các ông ngày nay nên biết, các vật tượng hiện hữu đều không có nguyên nhân. Các hiện tượng ấy hiện hữu chẳng do bất kỳ nguyên nhân nào. Thực ra, anh ta chỉ có thể thấy được các hiện tượng trong phạm vi tám vạn đại kiếp. Còn những hiện tượng xảy ra ngoài thời gian đó thì anh ta hoàn toàn không biết. Khi Đức Phật còn tại thế, có một lão già đến tinh xá gặp Phật xin được xuất gia. Khi gặp Đức Phật đang trên đường du hóa, không có ở tinh xá, các vị A-la-hán ở đó đều nhìn lão già. Đó là một người khoảng ngoài 80 tuổi, da nhăn, tóc bạc, dáng đi lụm cụm run rẩy. Bất kỳ lúc nào có người đến tinh xá xin xuất gia, các vị A-la-hán đều quan sát những nhân duyên người ấy đã gieo trồng từ nhiều kiếp trước và quả báo mà người ấy sẽ gặt vào đời sau. Này chư vị A-la-hán, quan sát những nghiệp nhân người già ấy đã gieo và thấy được trong tám vạn kiếp trước, lão già ấy không gieo trồng chút thiện căn nào cả. Vị đại A-la-hán bảo: vì ông không trồng căn lành nên không thể xuất gia được. Ông chớ nên nghĩ rằng xuất gia là dễ. Để làm được người xuất gia, các ông phải gieo trồng nhiều hạt giống Bồ Đề trong đời này và những đời sau. Mặc dù ông muốn xuất gia ngay đời này, nhưng do vì ông đã không gieo trồng nhân lành, nên chúng tôi không thể nhận ông vào trong đoàn thể những người xuất gia.
tốt hơn là ông nên về nhà đi. Lão già nghe vậy bèn bật khóc. Ông khóc khi nghĩ về số phận kém may mắn của mình, cũng như trong một lần trước ông đã từng ước nguyện được xuất gia và cũng bị từ chối bởi các vị A-la-hán đệ tử Phật. Lão già vừa đi vừa khóc suy nghĩ, tốt nhất là ta nên tự tử chết cho rồi, ta nên treo cổ hoặc trầm mình chết dưới sông, ta chẳng muốn sống để làm gì nữa. Vậy mà một niềm chân chánh của ông đã cảm ứng đến chư Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni liền đến gặp ông và hỏi, tại sao ông khóc? Ông trả lời, con muốn sống đời gia, nhưng Thế Tôn không có ở tinh xá. Các đệ tử của Ngài không chấp nhận con vào tăng đoàn. Họ nói con không gieo trồng căn lành và chẳng làm được việc gì tốt trong tám vạn kiếp vừa qua hết thảy, nên con suy nghĩ thà chết còn hay hơn, chẳng còn mục đích gì để sống cả. Đức Phật nói, đừng khóc nữa, ta sẽ giúp ông, ta sẽ đồng ý cho ông xuất gia, hãy theo ta về tinh xá. Lão già thấy Đức Phật trở về tinh xá và được Đức Phật cho xuất gia, tất cả những vị A-la-hán đều lấy làm khó hiểu. Họ suy nghĩ, lạ thật, Đức Phật xưa nay chỉ nhận toàn những người đã gieo trồng nhiều căn lành, tại sao ngày nay lại giận lão già chẳng gieo trồng chút căn lành nào cả? Đức Phật biết vậy mới bảo với họ rằng, các ông là hàng A-la-hán chỉ mới có thể biết được những việc xảy ra trong vòng tám vạn đại kiếp, còn ngoài khoảng thời gian ấy các ông hoàn toàn không biết được. Cách đây hơn tám vạn đại kiếp, lão già này là tiều phu đốn củi trong rừng. Một hôm ông gặp phải cọp và leo lên cây để tránh. Con cọp bắt đầu gặm gốc cây, chực muốn ăn sống nuốt tươi người tiều phu. Người ấy quá hoảng hốt kêu lên, Nam Mô Phật. Con cọp liền bỏ đi. Khi cọp đã đi xa rồi, ông tiều phu mới trở về nhà, thoát khỏi nạn cọp dột. Chỉ niệm một câu Nam Mô Phật là ông ta đã gieo trồng một thiện căn trong hơn tám vạn đại kiếp trước. Đến bây giờ là lúc hạt giống ấy nảy mầm và kết trái. Đó là lý do ông lão được nhận cho xuất gia. Đức Phật giải thích sự thắc mắc của các đệ tử A-la-hán như vậy. Người ấy cho rằng các sự vật hiện hữu đều không có nguyên nhân, là vì anh ta không thể biết được những hiện tượng xảy ra trong khoảng thời gian ngoài tám vạn đại kiếp ấy. Do sự suy đoán như vậy, người ấy đánh mất chánh biến tri, lạc vào ngoại đạo, trở nên mê mờ tánh Bồ Đề. Giảng: do sự suy đoán như vậy, người ấy đánh mất chánh biến tri, lạc vào ngoại đạo, trở nên mê mờ tánh Bồ Đề. Đây gọi là ngoại đạo thứ nhất, lập nên luận thuyết vô nhân. Giảng: ma lập nên luận thuyết cho rằng mọi hiện tượng đều không có nguồn gốc hoặc không có nguyên nhân tạo ra. Ha ha ha, 问三摩地娑诃。